trộm của vua trộm. Ngày xưa, tại làng Xuân Tiêu thuộc tỉnh Hải Dương, có một tên ăn trộm nhà nghề rất tài tình. Kìa, thằng trộm A Tứ đó, bà con cứ cẩn thận của nã, hắn nẫn lúc nào không biết được đâu. Người trong làng đều ngán mặt hắn ta, nhưng lại chưa bắt được tận tay. Có bữa ai bắt được tại trận, cứ lôi hắn lên quan trị tội thật nắng cho chừa đi. Nhưng tài ăn trộm của hắn cũng hơn người, sợ quan quân cũng không bắt bẻ được. Thôi, của mình thì mình cứ để bên người, kẻo hắn lại nhòm ngó các bác ạ. Để ta xem, có ai có sơ hở gì thì ta mới thó được. Xem nào, mấy hôm nay chưa được mẻ nào ra trò cả. Ấy chà chà, tên kia có nhiều tiền thật đó. Phen này mà ta lấy được cái túi đó thì đủ ấm no một thời gian rồi. Dạ, mời quý khách vào nhà trọ chúng tôi nghỉ ngơi ạ. Tôi muốn nghỉ qua đêm tại đây, sáng mai tôi sẽ lên đường. Khá lắm, ta sẽ lợi dụng ban đêm, hắn không để ý và cưỡng đi số tiền đó. Quý khách cứ yên tâm, nhà trọ của chúng tôi nổi tiếng là sạch sẽ lại an toàn, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng ạ. Dạ, xin mời quý khách. Đây rồi, đây chính là phòng trọ nơi tên thương gia đó đang nằm nghỉ. Để xem hắn đã ngủ chưa nào. Hắn lại còn cẩn thận lấy tiền làm gối kê nữa cơ đấy. Nhưng làm sao thắng được trí thông minh của ta chứ? Ta nhất định sẽ lấy được túi tiền đó của ngươi. Trong này cũng có chuột hả? Đi đi, đi đi. Trộm, có trộm, trộm lấy mất tiền của tôi rồi. Trộm, có trộm, người đâu, bắt lấy kẻ trộm. Sao vậy, ông bị mất tiền sao, có nhiều lắm không? Lại là tên trộm xấu xa ấy. Đuổi theo, mau đuổi theo tên trộm đó cho tôi, hắn đã lấy hết tiền của tôi rồi. Có đuổi cũng không kịp đâu, hắn ta chạy rất nhanh, lại có tài len lỏi khắp các ngóc ngách. Về nhà thì hắn đã kịp giấu tiền đi rồi, chẳng ai tìm thấy mà bắt tận tay, nên không báo quan được. Ông biết tên trộm đó sao? Trời ạ, ở cái vùng này ai còn lạ gì cái bản mặt xấu xa đê tiện của hắn chứ. Suốt ngày chơi bời lêu lỏng, chỉ được cái tài ăn cắp giặt, trộm hết của người này đến người khác chứ. Có chuyện đó sao? Mọi người có thể chỉ cho tôi nhà của hắn được không? Thôi thôi, cố đi thay người, tốt nhất anh đừng có dây dưa đến hắn, kẻo lại rước dạ vào thân đấy. Không sao, ông cứ cho tôi nơi ở của hắn đi, tôi nhất định phải lấy lại được túi tiền của tôi. Đúng là ngôi nhà tranh của vợ chồng tên trộm đây rồi. Để xem hắn đang làm gì. Ôi tiền, là tiền, rất nhiều tiền. Hôm nay mình lại lấy được nhiều tiền thế này cơ à. Chuyện, tôi là chúa của các loại trộm rồi, có giấu ở đâu thì tôi cũng moi ra được thôi. Phen này vợ chồng mình ấm rồi, nhiều tiền thế cơ mà, tha hồ ăn no ngủ kỹ rồi. Đúng là không nghề nào sướng bằng nghề ăn trộm. Thấy tôi giỏi không? Tôi đã tia ai là người đó mất của ngay. Đừng hòng giấu của qua mặt thằng này được nha. Mình giỏi, giỏi lắm. Mà lúc mình trộm, có ai đi theo không đấy? Có ai phát hiện ra không? Tôi len lỏi khắp các ngóc ngách, chẳng ai lần ra được dấu vết của tôi đâu. Đúng rồi, mình có đôi chân dài, chạy nhanh gấp đôi người thường cơ mà. Lần sau mình cứ thế phát huy nhé. Đã được tiền thì phải chia tiền cho ta chứ. Mau ra đây, nếu không ta sẽ báo quan.
mau chia tiền cho ta. Sao mình bảo không có ai đi theo mình cơ mà, sao lại có ai đòi tiền ở ngoài kia cơ chứ? Để tôi xem thằng nào láo vậy, dám đòi chia của với tôi cơ chứ. Từ trước tới giờ chưa có thằng nào dám đòi tiền với thằng này đâu nhá. Bực thật. Mình nhanh lên nhé, để tôi cất số tiền này đi. Thằng nào? Là thằng nào dám đòi chia của với ta hả? Đâu? Có giỏi thì ra đây. Ra đây mau. Đâu rồi? Ra đây. Ra đây mau. Chuyện gì? Chuyện gì thế này? Thả tôi ra. Là ai? Là ai đấy hả? Sao lại úp cái nơm vào đầu tôi thế này? Mình ơi, cứu, cứu tôi với. Ôi, mất tiền rồi. Tiền của tôi đâu rồi? Mình ơi, có kẻ trộm lấy tiền của mình đi rồi kìa mình ơi. Lâu quá, mình trúng kế Dương Đông Kích Tây của hắn rồi. Để tôi đuổi theo nó, đòi lại bằng được số tiền đó. Đứng lại, tên kia, mau đứng lại. Trời ơi, thì ra kẻ trộm tiền của mình lại chính là tên thương gia đó. Sư phụ, xin nhận của đệ tử một lại. Ta và ngươi quen nhau sao? Chuyện đêm qua tôi đã rõ cả. Tôi tới để tôn ngài làm sư phụ. Từ trước tới nay, trong ngày ăn trộm, tôi chưa bao giờ chịu thua ai, cũng như chưa ai có thể cướp thứ gì từ tay tôi. Vậy mà đêm qua ngài đã cho tôi sáng mắt ra. Hóa ra còn có người cao tay hơn tôi. Ngươi có biết tại sao ta có thể trộm được tiền từ một tên trộm như ngươi không? Chắc chắn ngài tài trí hơn người, bởi vậy tôi mới thua ngài như vậy. Ngươi sai rồi. Ta có thể trộm được tiền từ một tên siêu trộm như ngươi là bởi trước đây ta cũng là một kẻ trộm. Ngài nói sao? Ngài cũng từng là một kẻ trộm. Chẳng lẽ số tiền đó là tiền ngài đi ăn trộm được hay sao? Không, số tiền đó chính là tiền chân chính kiếm được bằng mồ hôi công sức của ta. Trước đây ta từng là kẻ trộm vì túng thiếu tiền bạc lo cho gia đình. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh một cụ già, người mà ta mới trộm tiền, vẫn mãi miết lao động để lo cho gia đình, ta mới hiểu ra tại sao mình còn trẻ lại đi làm việc thất đức như vậy chứ. Vì thế ta quyết tâm thay đổi, làm lại từ đầu, lo làm, lo ăn. Và giờ sau một thời gian tu chí làm ăn, biết cân đo đồng đếm, ta đã có trong tay rất nhiều tiền. Đó là những đồng tiền trong sạch. Hôm nay ngài đã cho tôi được mở rộng tầm mắt. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Bậc thầy ăn trộm như ngài mà còn chừa cho mình con đường lui, thì phận đệ tử tôi xin được lĩnh ý lời dạy của ngài mà làm người lương thiện. Ngươi nghĩ được như vậy là phải lắm. Từ đó người ta không còn thấy A Tứ đi ăn trộm của cải nữa, mà hắn tu chí làm ăn và dần dà lấy lại được sự thiện cảm của mọi người. Một bước đột phá. Đây là câu chuyện có thật kể về dược sĩ Lydia Estep Pingham, người phụ nữ đầu tiên đặt thương hiệu hình ảnh của bản thân lên bao bì. Bố đã giao toàn bộ cơ nghiệp của nhà mình vào tay các con. Vậy mà các con xem, giờ đây chúng ta đang trên bờ vực phá sản. Bố à, đây là tình hình chung mà. Chúng ta không thể nằm ngoài sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhưng ít ra các con phải duy trì được nó chứ, không thể để tuột dốc không phanh thế này. Bố nói đúng rồi đó anh William à. Chúng ta phải làm gì đó. Em thì biết gì chứ, em đã làm được gì nào? Anh nói là em không làm được gì hả? Người đứng ra lo liệu công tác quảng bá cho tất cả sản phẩm của gia đình chúng ta là em đó. Thôi 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 đi, anh em còn hở một tí là cãi nhau. Hãy tìm cách gì đó tháo gỡ đi chứ. Alo, đây là gia đình Pingham. Ai gọi đến đây ạ? À, là em đó hả Lydia? Trong lúc gia đình đang rối bời thì em đi đâu cả tuần nay hả? Hả?
Em nói sao? Công trình nghiên cứu về loại thuốc mới của em đã thành công rồi ư? Con bé dược sĩ Lydia vừa thông báo điều gì thế? Tâm huyết nhiều năm về việc nghiên cứu một loại thuốc dành cho phụ nữ của em Lydia đã thành công bố à? Có lẽ đây chính là giải pháp để gia đình chúng ta vực dậy được kinh tế đó. Anh William à, em trong thiết kế hộp thuốc không được bắt mắt cho lắm. Lydia, xưa nay chúng ta vẫn sử dụng cách này mà. Cái người ta chú ý là chất lượng thuốc của em thôi. Với tình hình cạnh tranh như hiện nay á, chúng ta nên thay đổi phương thức quảng cáo cũng như những mẫu mã in trên vỏ sản phẩm đi anh. Nếu không, sản phẩm của chúng ta dễ bị vùi lấp với vô số sản phẩm ứ động khác. Lydia, nhiệm vụ của em là nghiên cứu ra sản phẩm, còn việc quảng cáo hãy để cho chị. Nhưng em thấy chúng ta phải làm gì đó thật đột phá, khác biệt, như vậy mới thu hút được người tiêu dùng chứ. Cũng phải. Chúng ta hãy bỏ thói quen cũ đi. Lydia, em có nghĩ ra cách gì hay không? Hãy dùng chính hình ảnh của một trong số người nhà Bingham làm hình ảnh quảng cáo đi. Em nói gì thế? Chưa từng có một sản phẩm nào trên thế giới làm điều kỳ quặc như vậy. Và em biết việc cải tiến mẫu mã sẽ tốn chi phí như thế nào không? Nhưng điều đó đổi lại dấu nhấn cá nhân của gia đình Bingham anh à. Đó là cách để chúng ta khẳng định sản phẩm của mình. Việc lấy hình ảnh cá nhân trên bao bì cũng mang thông điệp giúp chúng ta lấy uy tín của mình để đảm bảo cho khách hàng. Họ sẽ nói chúng ta kệch cỏm cho mà xem. Chúng ta sẽ xem xét và lấy hình ảnh phù hợp nhất. Rất có thể sự khác biệt này sẽ tạo ra một làn sóng và khiến sản phẩm của nhà Bingham ngày một nổi tiếng hơn. Toàn bộ chi phí còn lại của gia đình Bingham cũng chỉ để đầu tư cho mẻ sản phẩm cuối cùng này. Sao chúng ta không thử tạo sự khác biệt lần này thử xem sao anh? Chị Arulena, lẽ ra chúng ta nên để hình ảnh của bố, người sáng lập ra công ty gia đình Bingham chứ. Sản phẩm dành cho phụ nữ mà, đâu thể để hình của bố được. Sản phẩm này do em tâm huyết bao nhiêu năm nghiên cứu, nên chị phải để hình ảnh của em lên. Bố hy vọng sản phẩm này cứu được gia đình chúng ta. Con rất tin tưởng bố à. Tin tưởng gì chứ? Anh đã nói rồi bà, đọc những bài báo này đi. Khắp nơi họ đang phản đối và đòi tẩy chay sản phẩm của chúng ta kìa. Dạ thưa ngài tổng biên tập, ở ngoài kia có rất nhiều người đang đòi gặp ngài đấy ạ. Họ cho rằng việc thay đổi phương thức quảng cáo cho sản phẩm mới của gia đình Bingham thật lố bịch ạ. Đến mức này sao? Tôi không nghĩ rằng chuyện này lại gặp phải sự phản đối dữ dội đến thế. Có lẽ chúng ta không nên nhận quảng cáo cho gia đình nhà Bingham nữa. Hãy dừng ngay việc in hình ảnh của Lydia lên vỏ sản phẩm và các tờ quảng cáo đi. Anh William, chúng ta đã bàn bạc thống nhất rồi mà. Chúng ta phải tiếp tục làm đến cùng, dù ngoài kia có bao nhiêu thị phi đi nữa chứ. Nhưng các em hãy nhìn đi, khắp nơi họ phản đối cách này và còn đang đòi tẩy chay kia kìa. Hình ảnh gia đình Bingham đang trở thành lố bịch và kệch cỏm trong mắt người tiêu dùng, thì sản phẩm mình tạo ra còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng mà chúng ta không thể thu hồi số sản phẩm đã sản xuất và bán ra thị trường, thiệt hại sẽ là rất lớn. Lẽ ra chúng ta không nên mạo hiểm như thế này. Tất cả là tại những ý tưởng điên rồ của Lydia. Nó đã thiêu rụi hết gia sản và danh dự của Bingham rồi. Không hiểu họ nghĩ gì mà lại để hình ảnh cá nhân của mình chỉnh in lên đó chứ. Tôi nghĩ đó cũng là một cách đột phá đó chứ. Nhưng từ trước tới nay chưa từng có sản phẩm nào lại quảng cáo bằng cách này. Tôi thấy cứ để hình trung tính đi, đằng này trong kỳ cục chết đi được. Gia đình Bingham muốn làm điều khác biệt đây mà. Con xin lỗi bố, có lẽ chúng ta không thể giữ nổi công ty Bingham của gia đình mình rồi. Mọi người đều lên tiếng tẩy chay sản phẩm của chúng ta rồi bố à. Bố biết là sản phẩm của Lydia mới phát minh ra là một sản phẩm rất tốt mà. Con bé đã rất tâm huyết trong quá trình nghiên cứu. Cơ sao thành ra thế này hả con? Vâng,
sản phẩm đó sẽ cứu vớt gia đình chúng ta trên bờ vực phá sản, nếu như không có trò quảng cáo khác người ấy. Nhưng giờ đây thì... chỉ vì bước đột phá trong công tác quảng bá mà khiến sản phẩm bị tẩy chay sao? Ban đầu con cũng nghi ngờ về phương thức quảng cáo mới của em Lydia, nhưng rồi con vẫn chịu theo ý em ấy, không ngờ lại thất bại thảm hại tới như vậy. Trời ơi, em đã nhận được rất nhiều bức thư của người tiêu dùng yêu cầu bỏ hình ảnh của Lydia trên các pano quảng cáo ở đường phố. Đây nè, bức thư này nói rằng hình ảnh của Lydia thiếu sinh khí, trông cũng không có dáng vẻ của một quý tộc, họ cũng không dùng sản phẩm này nữa. Một bức khác thì nói rằng... Con gái à, bố nghe đủ rồi, gia đình của chúng ta chắc là đã tới ngày phạt vẫn rồi. Em thấy rồi đấy, bố đang rất đau buồn, chúng ta sắp mất tất cả rồi. Anh William, đó chỉ là những phản hồi đầu tiên khi họ chưa quen và thích nghi được cách quảng cáo mới mẻ và đột phá này. Anh nên đợi thêm một thời gian và nghe hết tất cả sự tiếp nhận cái đã. Đến giờ phút này mà em vẫn nói vậy ư? Bao nhiêu tiền của đã đổ hết vào sản phẩm của em, cứ nghĩ rằng nó sẽ là cứu cánh cho gia đình chúng ta vực dậy kinh tế, giờ thì không thể làm lại được nữa rồi. Không đâu, nhất định chúng ta sẽ... Ồ, trước đây tôi không biết gì về gia đình Bingham cả, vậy mà gần đây họ nổi tiếng quá ha. Nổi tiếng hay là tai tiếng? Mặc dù vậy, tôi vẫn tò mò mua sản phẩm của họ và dùng thử. Thật sao? Cô dùng rồi à? Nó như thế nào? Tôi thấy sản phẩm khá tốt. Vậy hả? Có lẽ tôi cũng phải thử xem sao. Họ dám in hình ảnh cá nhân lên sản phẩm thì phần nào họ muốn khẳng định về chất lượng của mình đó. Giống như tôi á, nếu ăn quán đó ngon thì mới dám lấy uy tín của mình giới thiệu cho cô chứ. Ha, đúng rồi ha. Mọi người đã hiểu được thông điệp và ý nghĩa thực sự của nó. Nhờ có sự đột phá này, nhiều người trước đây chưa biết đến sản phẩm của gia đình Bingham thì giờ họ đã biết. Anh William à, em tin chắc sản phẩm của chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Đi đến đâu cũng thấy họ nhắc tới chúng ta kìa. Đúng là chúng ta đang rất nổi tiếng, cả em cũng rất nổi tiếng đó. Nhưng nổi tiếng theo một cách tiêu cực. Nè hai người à, 3 ngày gần đây doanh thu về sản phẩm của Lydia bỗng tăng lên bất ngờ. Chúng ta liên tiếp nhận được đơn đặt hàng đến từ các nhà phân phối. Lạ thật, sao có thể thế chứ? Dễ hiểu thôi, nhờ có sự đột phá này, sản phẩm của chúng ta lấy được niềm tin của khách hàng nhờ vào việc dám đưa hình ảnh cá nhân lên sản phẩm và các trang quảng cáo. Đồng thời, sự khác biệt khiến chúng ta trở nên vô cùng nổi tiếng. Mọi người tò mò muốn biết sản phẩm ra sao và kết quả là họ đã dùng thử. Và khi dùng thử có hiệu quả thì họ càng có lòng tin về sản phẩm có mẫu mã của gia đình Bingham hơn. Bước đầu tiếp nhận khá khó khăn, nhưng em tin khi qua giai đoạn đó rồi, chúng ta sẽ tạo được độ uy tín cho khách hàng. Cho tôi một sản phẩm dành cho phụ nữ của gia đình Bingham đi. Sản phẩm dùng tốt lắm á. Tôi lấy 2 hộp nha. Tôi xếp hàng trước mà, cho tôi lấy trước. Gia đình nhà Bingham vẫn muốn quảng cáo tiếp bằng hình ảnh cá nhân của cô dược sĩ đó sao thưa ngài? Ồ không, đây là bài báo viết về gia đình Bingham thôi. Doanh thu của họ vượt lên một cách kinh ngạc. Còn họ quá nổi tiếng rồi, không cần phải quảng cáo nữa. Thưa ngài tổng biên tập, rất nhiều doanh nghiệp muốn đặt quảng cáo bằng hình ảnh cá nhân của họ, chúng ta có nhận không ạ? Có chứ, một cách quảng cáo rất hiệu quả mà. Đây quả là một trào lưu, một sự khởi đầu cho hình thức quảng cáo mới. Mà người dám đi tiên phong trong hình thức này là gia đình Bingham. Họ xứng đáng được nhận thành quả tốt đẹp. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.